Hôm nay mình chỉ cho bà con thức ăn của chim bồ câu. Thức ăn của chim bồ câu nha. Đây. Đây là mình cái chỗ này mình chỉ để không phải cái trại tránh của mình nha. Chỗ này là mình chỉ để thuận tiện cái chỗ ở của mình. Hôm nay lúa mì ngoài Bắc kêu là lúa mạch nha. Cái này mình ngâm là 24 tiếng nó mềm thành cháo luôn nè. Mềm thành cháo nè. Con bồ câu nó ăn vô sữa nhiều, nó nhiều lúc con lớn nó không có si vô cha mẹ, lúc 3 con 4 con 5 con được nó không si đó. Đây mình chỉ thật lòng rồi. Lúa này là trộn 50% cám con cò, 25% cám con gà giò, 25% nữa, tổng cộng là trộn lại. Và cái lúa mì này mình phải ngâm khoảng bao nhiêu lâu anh ha? Chiều nay ngâm, chiều mai rớt ra, để một đêm mốt sáng mới cho ăn, là coi như là 24 tiếng là coi như 36 tiếng mới cho ăn á. Là 36 tiếng là mới cho ăn được anh. Nè, có cái nó nổi mầm lên luôn á, nè, nó nổi mầm luôn nè, nó mềm thành cháo hết. Còn nếu như mình mà mình không ngâm thì sao anh? Hiện giờ ở ngoài Bắc và trong Nam nữa, nó ưa bị nấm nhiều. Cái nấm nhiều nó quan trọng lắm nha. Cái hạt bắp á, hạt ngô á, mà tất cả trên thế giới này nó đều nhập ở Mỹ, ở Campuchia và ở Việt Nam đều có ẩm mốc hết. Nếu mà bà con mà mua bắp bể á, bắp mà sai ra thì về phải rửa sạch, chà mạnh rửa sạch đổ 3-4 nước đó mới cho ăn được. Còn mua bắp hộp về phải ngâm 12 tiếng để cho bắp nó nở, nó mềm, rửa sạch vậy mới cho ăn được. Còn nhiều bây giờ nhiều trại bị nấm nhiều chết nhiều lắm. Cứ một ngày mình tiếp mười mấy người, 20 người điện hỏi lý do gì, anh ơi trại bồ câu tôi giờ có bồ câu nấm nhiều hoặc con nó chết, cái bắp ẩm bốc đó, cái ngô đó là cũng do một phần nhiều khi người ta mua phải cái bắp mà người ta để những cái thuốc bên trong để bảo vệ mọt miết đúng không anh? 100% đều bị hết, 100% bị hết. Mình khuyên bà con nên ăn, nếu ở đâu không có lúa mạch hoặc lúa mì nên cho ăn gạo lứt 50% và cám 50% là nuôi vậy mới đạt. Còn không là hả, cho ăn bắp là bị nấm nhiều tiêu chảy là chim nó không có đạt trọng lượng lớn và nó bị nấm nhiều, nó chết từ nhỏ. Đây là một cái khay mình trộn cho bồ câu đúng không anh? Đúng rồi, khay rồi. Đây là lúa mạch và cám. Đây là cám, mình lại mình cho coi cám nè, coi hiệu cám. Cám con cò hôm nay mình để trong rồi. Cám con cò hôm nay là mình còn ăn cà riêu, cám con, gà con nè. Con cò C24 nha. Trong nước Việt Nam mình, cám con cò là số 1. Là thứ nhất trọt vỏ dày, thứ hai là đẻ con phôi đều. Còn cám gà giò các bạn cho ăn loại nào cũng được, nhưng mà cám gà đẻ phải cho ăn gà giò, cám gà đẻ phải cho ăn cám con cò C24. Ở đây mình chỉ cho bà con để cho đạt hiệu quả cao, chứ không có comment gì hết, cũng không có cần mà để đăng lên để bán giống. Nếu ai thích lại đây tìm hiểu kỹ và tìm hiểu nhiều trại, hoặc là lại đây hãy mua con giống mình bán. Mà bán con giống của mình là giống nhập ở Thái về là mình bao chết, bao bệnh tất cả hết. Với lại hôm nay mình chỉ cho cái bồ câu tắm máy và thức ăn, với lại nguồn gốc cái con chim.
với lại mình cho ăn cái men tiêu hóa, để mình chỉ cho cái hiệu men tiêu hóa. Cái men tiêu hóa này nè, men tiêu hóa này là công ty của nhà mình sản xuất luôn nha. Tâm Thuận Phát nè, là công ty mình sản 962377, là một gói như vậy có 100.000 nha, mà một ký nha, là coi như là trộn cho ăn. Thứ nhất là không bị nấm diều, không bị tiêu chảy, không bị phân thối, và đồng thời nó giúp cho cái con tiêu hóa lẹ mau lớn. Thay vì cái kia mình không cho ăn cái này á, à, tự nhiên hết ha, mình cho ăn thuốc men vậy đi, nó tới 28 ngày bán nha, cái này 25 ngày nó đỡ được 3 ngày mình chọn này vô. Mình chỉ tất cả hết cho bà con, mình không giếm, không giấu giếm gì, là mình có gì mình chỉ hết cho bà con cái đó. Cái men tiêu hóa này mình có nên cho ăn thường xuyên không anh? Mình thường xuyên cũng được, mình từng lễ mình cho ăn 2 ngày cũng được, tùy theo. Nhưng mà tốt nhất là cho ăn thường xuyên, tại vì đây là máy trộn nè. Máy trộn nè, thấy không? Mình bỏ vô muỗng canh vô đây trộn, ngày nào cũng vậy. Một bịch về là 1.000 cặp, nó ăn 2 tháng. À, và cái máy trộn này thì khi mà mình trộn vào đây thì nó tốt hơn là trộn tay đúng không anh? Đúng rồi, nó đều. Nó đều. Nó đều. Ở đây là cái chạy này, là cái chỗ này nhỏ nha, không có nhiều, làm cái máy trộn nhỏ. Còn ở dưới trại mình làm cái máy trộn hồ nha. Các bạn biết máy trộn hồ không? Nó lớn vậy nè. Mình làm cái tăng đưa, nó làm chậm, giảm chậm lại, mình trộn vào cái đó. Còn đây mình làm nhỏ, mình làm cái nhỏ thôi nha. Với lại cái trộn hồ mình dễ đổ ra đúng không anh? Đúng, dễ đổ ra. Có nhiều cái bà con nhiều lúc không hiểu, nói tại sao mà ngoài Bắc hay kiểu này, và trong Nam này nói điểu không có. Đây mình nói sự thật, sự thật hết. Nếu cần gì thì tới nhà mình chỉ, hoặc ra tới nhà bạn chỉ, ở đâu mình cũng đi hết. Thực ra là đến nay thì hai anh em mình cũng làm được khoảng 50 clip rồi, thì cũng có rất là nhiều bà con nông dân là hưởng ứng và tìm hiểu, nhưng mà cũng có rất là nhiều người họ nói chung là cũng có thể là do kinh doanh thì họ cũng nói là trại Minh Dũng nói phét gì, nhưng mà thực ra thì ở trại Minh Dũng là luôn hỗ trợ các anh em nuôi đúng không anh? Hôm nay mình nói cho tất cả các trang trại biết nè, tất cả các trang trại mình nên liên lạc với nhau và mình tìm hiểu với nhau. Mình nên nói cái gì và mình không nên nói cái gì, để cho những cái trại mà nó không có nó mít lòng với nhau và cờ men với nhau mà nói buôn bán con giống này kia, không có đâu nha. Mình xin nói, mình nên học hỏi với nhau đi, thay vì làm bạn còn hơn mình để mình chơi tới chơi lui. Nhiều anh lên làm clip nói rất hay, và anh lên nói toàn là mới nuôi có vài trăm đôi, nghìn đôi, cái đầu nói phát mấy người đó là nó phát. Nhiều lúc cái bụng của mình nghĩ người ta đó phát thật sự. Mình đây mình đâu có nói, mình đâu có vô đồng tiền nào đâu, mình cũng không cần bán con giống ra nhiều nữa. Ở đây mình xài không đủ mà, nói chung là vậy, mình bốn nhà hàng xài mà. Ở trại Minh Dũng thì đến nay thì tổng số lượng cặp nuôi của mình là bao nhiêu anh nhỉ? Mà kiểm dịch thú y mới lại kiểm tra toàn đàn là 46.000 đôi trên một câu bố mẹ. Và chắc cũng có những ở cái chi nhánh khác rồi đúng không anh? Mình có nhiều khi cũng chưa thống kê đúng không? Không, chi nhánh khác thì nó của hộ chăn nuôi khác, mình không thống kê cái đó được. Mình thống kê của mình thì mình thống kê của anh em mình thôi, chứ không có ai hết. Nhưng mà của bà con thì mình thống kê đâu được. Nếu của bà con chắc mình 200-300 ngàn quá.